quét ốc Trần Phước Điền. Triều đại nhà Minh, Mục Tông Long Khánh năm Đinh Mão, ở Hàng Châu có một người tên gọi là Hàng Thế Năng. Vào một buổi tối nọ, Hàng Thế Năng nằm mộng. Anh mộng thấy một vị thần kim giáp. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ trời đã sáng rồi sao? Thần kim giáp. Hàng Thế Năng, ngươi đừng sợ, ta đến chúc mừng ngươi thôi. Thần kim giáp có việc gì vui sao? Ngươi vinh dự được làm một vị quan nhất phẩm, chẳng lẽ đây không phải là việc vui hay sao? Vinh dự được làm một vị quan nhất phẩm mà, thần kim giáp, tôi làm sao có được phúc báo như thế chứ? Thần kim giáp sau khi nghe xong liền cười và kể lại một việc làm công đức hành thiện. Chuyện này còn được kể lại từ tổ phụ là Hàn Vĩnh Xuân, cha của Hàng Thế Năng. Tổ phụ Hàng Vĩnh Xuân, cha của Hàng Thế Năng, gia cảnh rất nghèo. Ông tuy không có tiền nhưng vẫn thích phóng sanh. Mỗi ngày ông thức dậy sớm, ông đều nhất định cầm chổi đi quét những con ốc sên ở hai bên bờ sát con suối nhỏ trước nhà, thả chúng trở vào trong ao để tránh bị người khác giẫm đạp làm tổn thương đến chúng. Hôm nay chúng lại bò lên đây khá nhiều. Chúng mày trở lại con suối nhỏ đi. Bò lên bờ như vậy rất dễ dàng bị người khác giẫm đạp lên đó. Có khi Hàng Vĩnh Xuân còn nhịn đói quét sạch thêm 10 dặm đường. Những con ốc được ông phóng sanh nhiều vô số không thể tính đếm được. Hàng Vĩnh Xuân, ông đang làm cái gì đây vậy? Đúng đó, người ta dậy sớm để quét trước sân nhà mình. Còn ông sao lại đến quét chỗ này chứ? Tôi đang làm việc thiện phóng sanh đó mà. Phóng sanh? Cầm cái chổi quét là phóng sanh sao? Các ông nhìn xem, những con ốc này đều bò cả lên bờ. Như vậy rất dễ dàng bị người khác giẫm đạp lên, sẽ làm tổn hại đến sinh mạng của chúng nó. Cho nên mỗi ngày tôi dậy sớm đều dùng chổi đi quét chúng nó trở lại con suối. Anh cũng rảnh quá đó. Được rồi, anh tiếp tục làm việc thiện của anh đi nhé. Chúng tôi không làm chậm trễ việc phóng sanh của anh. Ông Hàng Vĩnh Xuân này thật sự là quá khờ rồi. Còn làm cái gì gọi là việc thiện phóng sanh nữa chứ? Ngay cả bản thân cơm còn ăn không đủ no mà còn lo trông nom đến những con ốc nó bò lên bờ. Không phải sao, phóng sanh ốc đó mà. Việc này chỉ có người ngốc như ông ấy thì mới làm được thôi. Đối với những loại người ưa đâm thọc khiêu khích như các người thì Hàng Vĩnh Xuân luôn nhẫn nhịn. Ông chỉ cần cảm thấy việc của mình làm đúng là được. Còn đối với sự chê cười giễu cợt của người khác, ông không quan tâm đến, huống hồ là ông cảm nhận. Nhưng khi ông đem những con ốc phóng sanh chúng trở lại con suối, tính ra hơn vài trăm con, tự nhiên ông cảm thấy vui vẻ không gì sánh bằng. Cái niềm vui này thực sự không phải có tiền hay vàng là có thể mua được. Cha của người vui vẻ làm không hề chán nản, ông đã làm hơn 40 năm. Cho nên đời sau được danh vọng dễ dàng, âm đức cũng che chở cho người. Thì ra là như vậy. Thần kim giáp? Hả? Chẳng lẽ đây chỉ là một giấc mộng sao? Kể từ khi gặp giấc mộng này, Hàng Thế Năng càng cố gắng tự mình nỗ lực hơn. Quả nhiên ngày sau được làm đến quan nhất phẩm, làm rạng danh tổ tông, con cháu đời sau đều có danh vọng dễ dàng. Sau khi cuộc sống kết thúc, tiền tài có nhiều thêm, học vị có cao hơn, cũng không có cách nào mua được sự sống trong một phút. Ngay cả một sinh mạng nhỏ bé, chúng ta cũng không thể vì lợi ích chính mình mà làm cho chúng chết đi mà sống lại được. Cho nên, ngay khi còn sống, chúng ta nên trân quý sinh mạng nhiều hơn. Hãy để tất cả sinh mạng có thể tận hưởng được sự tự do và hạnh phúc. Bảo vệ chúng, lại không thể để cho tất cả sinh mạng nhận được bất kỳ sự tổn thương nào.